Chào các bé, hôm nay chúng ta sẽ học về các loại quả nhé. Quả cam, quả táo, quả lê, quả xoài, quả đu đủ, quả bưởi, quả dứa, quả cherry, quả chôm chôm, quả dâu tây, quả dưa hấu, quả hồng xiêm, quả quất, quả chuối, quả kiwi, quả nhãn, quả lê kima, quả chanh, quả lê, quả dưa bở, quả măng cụt, quả lựu, quả ổi, quả đào, quả gấc, quả khế, quả mận, quả mơ, quả na, quả quýt, quả bơ, quả mít, quả hồng bì, quả sầu riêng, quả thanh long, quả vải, quả vú sữa, quả nho, quả cam, quả táo, quả lê, quả xoài, quả đu đủ, quả bưởi, quả dứa, quả cherry, quả chôm chôm, quả dâu tây, quả dưa hấu, quả hồng xiêm, quả quất, quả chuối, quả kiwi, quả nhãn, quả lê kima, quả chanh, quả lê, quả dưa bở, quả măng cụt,
Quả lựu. Quả ổi. Quả đào. Quả gấc. Quả khế. Quả mận. Quả mơ. Quả na. Quả quýt. Quả bơ. Quả mít. Quả hồng bì. Quả sầu riêng. Quả thanh long. Quả vải. Quả vú sữa. Quả nho. Quả cam. Quả táo. Quả lê. Quả xoài. Quả đu đủ. Quả bưởi. Quả dứa. Quả cherry. Quả chôm chôm. Quả dâu tây. Quả dưa hấu. Quả hồng xiêm. Quả quất. Quả chuối. Quả kiwi. Quả nhãn. Quả lê kim ma. Quả chanh. Quả lê. Quả dưa bở. Quả măng cụt. Quả lựu. Quả ổi. Quả đào. Quả gấc. Quả khế. Quả mận. Quả mơ. Quả na. Quả quýt. Quả bơ. Quả mít. Quả hồng bì. Quả sầu riêng. Quả thanh long. Quả vải. Quả vú sữa. Quả nho. Quả chanh. Quả lê. Quả dưa bở. Bài học hôm nay đến đây là hết rồi. Mẹ và các bé nhớ like, comment, share
và đăng ký để được xem những clip tiếp theo nhé. Tạm biệt các bé.